trong cái thời quả đâu, nhưng mà bán cho mình 70.000 một cái chợ mình lên gần đến trên trên đỉnh họ đấy. Ôi giời, cái bộ tí này, ôi trời ơi, chưa đi đâu mà không đâu. Cái gì mà trong bậc của mình có khoảng 300 bậc chứ già này ra to đấy, của nó không cái nhà đó lát đát cái già già đấy không già thì chỉ là to đấy, nhỏ đâu. Đi bộ 600 bậc cơ, xa lắm bạn. 300 bậc cái bộ, 300 bậc cái tàu hỏa. Mình là cái bộ này cao. Chào tốt sự không cao như trên này cao khó thở. Không khí nó không loãng như này. Trên này khí nó không có tức ngực. 3000 mét cơ mà. Yên tử bình thường. Nhưng mà trèo sắp chết rồi. Ngày đấy xa rồi. Trèo sắp chết đấy, nó xa rồi. Làm tí lên dốc đi coi nhà ơi, lên dốc đi. Lên dốc đi. Đây là còn rừng nguyên sinh như này. Đường gần đường đường chị Tàng ạ. Đường 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 đường. Mới qua một cái đường này. Cái gì mà kia. Chị ơi, nó chân nhìn mấy cái cây. Nhìn núi mấy cái cây. Là nhân đi cái kia. Mà là yêu đó là rừng nguyên sinh. Nhà nhân mỗi đoạn này phải nhà. Nguyên sinh chưa rồi. Đâu. Nó chặt chặt rồi, xong nó ở trong cái vùng đệm của cái rừng quốc gia Hoàng Liên. Thì nó mới giữ được cái này thôi. Mặt nó không phải là nguyên sinh. Nguyên sinh. Mà này thì thế là gì? Lên dốc các bạn ơi! Lên dốc đi! Bỏ phải 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 ph